các chị có thể chọn được mẫu này ha. Mẫu này thì nó hơi đứng tuổi một tí, nó dành cho mấy bạn từ 30 tới 40, 50 tuổi đổ lại. Mặt đường nhan kiểu cổ của nó là có viền dây ha. Đó, rất là sang chảnh luôn. Hạt là hạt đá luôn nha. Chất liệu là vải von ha. Vải von thì nó không giãn nha. Cho nên cái form này là dành cho mấy bạn mà cỡ 60-65kg đổ lại là mặt vừa ha. 60-65kg đổ lại mặt vừa. Tay nó là dạng như tay liền, dạng như cánh chơi. Các bạn cao kiếm mặt căng lên cực đẹp luôn. Mình 1,5m thì mặt nó hơn mắt hơn che đầu gối nha. Cho nên mấy bạn cao kiếm 1,65m đổ lại mặt căng hơn lên không sợ bị ngắn đâu nha. Hơn xương dễ mặt, mặt kéo bụng rất là tốt luôn. Thường mấy chị mà hơi lớn tuổi một tí rồi trung niên á thì có cái kiểu mà bụng to thì các bạn có thể chọn mẫu này ha, che được cái bụng tốt, che được vùng bụng nha. Và họa tiết này nhìn nó rất là thời trang luôn.